Hoa hậu Tiểu Vi và bạn trai tin đồn người Thái lại bị soi đi du lịch cùng nhau. Một trong những nghi vấn hẹn hò khiến cư dân mạng quan tâm nhất năm qua thuộc về Hoa hậu Tiểu Vi và nam diễn viên Thái Lan Nicky Nachat. Dù Tiểu Vi không đề cập đến tin đồn tình cảm này nhưng trên trang cá nhân của Hoa hậu Việt Nam 2018 và Nicky Nachat, cặp đôi vẫn tiếp tục đăng ảnh có chung nhiều bối cảnh. Mới đây nhất, Tiểu Vi vừa khoe loạt ảnh du lịch ở Nhật Bản. Và trùng hợp thay, Nicky Nachat cũng đang khoảnh khắc đang đi mua sắm tại Nhật. Nam diễn viên người Thái còn kèm theo một câu nói ngọt ngào, tạm dịch là dù anh thích em bao nhiêu lần, anh vẫn thích em. Dưới bài đăng của Nicky Nachat, có netizen Thái Lan đặt nghi vấn anh đang hẹn hò với Tiểu Vi ở Nhật. Cả hai còn được netizen Việt, Thái phát hiện đều yêu thích và sử dụng trang phục của nhà mốt Miu Miu. Có thể thấy cộng đồng mạng ở Thái Lan và Việt Nam đều ủng hộ mối tình xuyên biên giới này và rất mong ngày hai người sớm công khai chuyện tình cảm. Chưa kể nhiều người còn cho rằng sau khi có bạn trai bí mật, sự nghiệp của Tiểu Vi còn thăng hoa hơn. Nàng hậu được khen chuyên nghiệp hơn khi trình diễn thời trang, diễn xuất cũng có nhiều tiến bộ. Fan meeting của Tiểu Vi được rất nhiều khán giả ủng hộ thậm chí một clip hát vu vơ của nàng hậu cũng đã tạo thành cả một trò lưu hát bài Flower của Jisoo theo lời Việt.